Hello, xin chào tất cả các quý khách. Hôm nay mình tiếp tục mình đang giới thiệu một cái em khử mùi diệt khuẩn bù ẩm plasma có ion của hàng hiệu này sáp. Em này là em tuyển nha. Mấy hàng này là đồ tuyển nên nó rất là đẹp nha. Giá nó cũng hơi cao hơn so với mấy hàng dòng kia. Ngoại hình còn rất là đẹp nha quý khách, không chầy mớp bể gì hết nha. Máy hoạt động rất là ok, không nghe tiếng gì hết, tiếng gió hù hụ thôi. Đây mình quay bề ngoài trước cho khách xem. Mở nên hơi cứng. Em này loại bự nhiều khách, rất là đẹp. Có mấy em này hỗ trợ trong phòng ngủ, phòng khách là ok lắm. Diệt khuẩn bù ẩm bù hơi nước luôn, nhất là phụ nữ và trẻ em, người già. Máy rất là đẹp nha. Bảy chục watt. Lưu ý cái này điện 100 nha ha. Đẹp quá, đẹp quý khách ơi. Rồi, tới giờ mình test cái phần máy ha. Cái này là đồ ẩm nè, nó tự tìm đồ ẩm luôn. Lúc này là tắt. Cái nút này là gì? 15 phút hỗ trợ gì đó không biết nữa. Rồi ion. Đây là gì? Hoạt động hết. Ok, cái này là ion, hồi này là nước 3 giây, còn này là nước. Giờ mình không bỏ nước ha. Đây tốc độ của em nói ha, bạn ha, còn không? Rồi, hoạt động hoàn hảo nha quý khách. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ qua các kênh Chợ Tốt, Zalo, Facebook, YouTube của mình, tên là Thanh Quá, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi em này mình bán giá mong muốn là 2 triệu nghe khách, ship dẫn chia 2 bình thường. Rồi cảm ơn quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.